hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như nước lũ, trả sạch nợ nần, đổi đời cực giàu. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người thì chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn, thế nhưng sống trên cõi đời này, sao ta có thể tránh khỏi những phiền phức, những lúc vất vả, gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ, thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Kỷ Mùi có mệnh thiên thượng hỏa, đây là mệnh phú quý, là ánh lửa ở trên trời, là trung tâm của vũ trụ vô cùng cao quý và thánh thiện. Tuy nhiều người tuổi Kỷ Mùi không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm, họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt, nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Kỷ Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên, không những không trả nổi mà còn cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, tiến về cuối năm 2024, đặc biệt là khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Các bậc thầy tử vi phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nếu chú ý điều này, sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc nhét nứt két, giàu như vũ bão, giúp cả gia đình sung sướng an hưởng vinh hoa, phú quý đến hết cuộc đời này. Vậy cụ thể vận trình của tuổi Kỷ Mùi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì sẽ ra sao và thầy tử vi có chỉ rõ điều gì để Kỷ Mùi giàu có, tiền tiêu không hết? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Tiết lộ sự thật chấn động về 7 dấu hiệu người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1969 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Tiền bạc chảy về ùn ùn, trả sạch nợ, đổi đời cực giàu có, ăn tiêu 7 đời không hết. Đôi lời Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Anh chị thân mến, thường người ta sẽ bỏ cuộc ngay trước ngưỡng cửa của sự thành công, đấy hay được coi là sự trớ trêu của số phận, giáng một bước nữa, dậy một lần nữa, cố một xíu nữa, có khi lại đạt được điều mà mình mong mỏi. Buông tay là điều dễ làm, nó cũng có thể khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng trong thoáng chốc. Nhưng nhiều năm sau đấy, lại khả năng nuối tiếc không ngừng, lòng thầm nhủ giá như lì thêm một tẹo, thì kết quả đã khác hơn chăng? Kỷ Mùi hãy cứ nhớ, cái gì ta đã chọn, vậy không có gì cần phải suy đi nghĩ lại. Cái gì ta đã làm, thì cứ cố chấp bướng bỉnh mà theo đuổi đến cùng mà thôi. Vì thua cuộc có thể là do thời thế, nhưng bỏ cuộc thường lại chỉ do chính mình quyết định. Ta thua cuộc nhưng ta chưa từng bỏ cuộc. Và chỉ cần ta không lựa chọn bỏ cuộc thì chắc chắn mọi thứ sẽ có đường để đi, cái ta mong sẽ có cơ hội để có thể hiện thực hóa. Cái trò đời thường không cho ai đạt được điều gì một cách dễ dàng cả, muốn được yêu thương thì phải từng trải qua tổn thương, đau đớn, muốn được phú quý thì phải trải qua cảm giác đói khổ, giật gấu vá vai, mà muốn được an thân thì trước hết phải đổ mồ hôi, phải sôi nước mắt, phải cháy hết từng giọt sức lực của cơ thể. Động viên chính mình can trường vượt qua nghịch cảnh mỗi ngày, giờ là lúc Kỷ Mùi cần cố chấp hơn bao giờ hết, cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cần tin vào bản thân và sự bất phàm. Dù đó là một niềm tin vô căn cứ, cần chăm chỉ mà làm, cặm cụi mà bước, hiên ngang mà tiến, bất khuất mà chiến,
Rồi sau đó, để thành công của bạn cất lên tiếng nói thay cho bạn. Để tựu thành của bạn chiếu cho những kẻ bàn lùi hay những kẻ coi thường bạn sáng mắt hẳn ra, hoặc chiếu mù mắt chúng nó luôn cho thỏa cái sự ấm ức trong lòng bạn. Tháng 6 âm, tháng tốt của Kỷ Mùi mới qua được 10 ngày, thời điểm cung trời đao lợi, cửa vận hanh thông mở ra của Kỷ Mùi là từ giờ cho đến hết 2025, vậy nên cứ yên tâm mà làm việc, chinh chiến và hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời, là Ngọc Thạch hay Thường Vân, là gà vịt hay phượng điểu, suy cho cùng cũng chỉ khác nhau ở một ý niệm mà thôi. Quý vị thân mến, bản tính ngay từ khi sinh ra của mỗi một người chính là theo đuổi hạnh phúc. Khi còn nhỏ, chỉ cần có được một môi trường sống thích hợp, có thể ăn ngon chính là đã thấy hạnh phúc rồi. Sau khi lớn lên, định nghĩa đối với hạnh phúc dần dần càng trở nên rộng hơn. Nào là công thành danh toại, làm rạng rỡ tổ tông chính là hạnh phúc lớn nhất. Rồi nào là có được một công việc tốt, một món đồ hay, một căn biệt thự. Những thứ này đều đã trở thành tượng trưng của hạnh phúc và là mục tiêu mà ta theo đuổi suốt quãng đời còn lại. Dù là như vậy, mọi người lâu dần lại bắt đầu cảm thấy không hạnh phúc hơn lên. Nguyên nhân không hạnh phúc là luôn cảm thấy có chỗ không được thỏa mãn. Đã có tiền rồi, thì danh tiếng ở đâu? Khi đã có danh tiếng rồi, đứa con giỏi giang nghe lời ở đâu? Đã có đứa con ngoan ngoãn rồi, công việc lại không vừa ý. Khi có được công việc vừa ý rồi, nhà cửa lại thấy không được rộng rãi. Đến khi có nhà cửa rộng rãi rồi, nhưng lại cách đơn vị công tác khá xa, nhà cửa gần công ty rồi. Dường như môi trường xung quanh lại không được yên tĩnh, thoải mái nữa. Cứ mãi như vậy, thử hỏi sẽ có được thời khắc hạnh phúc không? Chắc chắn không thể. Lão Tử đã từng giảng, họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp. Câu này đã nói rõ điều gì? Mọi chuyện nơi thế gian đều là tương sinh tương khắc. Không có cái tốt tuyệt đối và cũng không có điều xấu tuyệt đối. Bất kỳ chuyện gì đều có tồn tại một mặt tốt và một mặt xấu. Ví như, nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì phải cố gắng nhiều hơn. Nếu không muốn làm công việc tay chân thì phải suy nghĩ động não nhiều hơn. Rất khó liệt kê hết từng cái một. Có người nhà cửa không rộng rãi, nhưng công việc lại thuận lợi. Có người mức lương không cao, nhưng vợ chồng hòa thuận, không kể thế nào. Hãy an ủi bản thân với những gì mình có được, chứ không phải là lấy những thứ không có được khiến bản thân mình phiền não. Nếu làm được vậy, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta có thể có truy cầu, có thể đi phấn đấu, nhưng lại chớ đi theo đuổi những điều căn bản không thể trở thành hiện thực. Hạnh phúc sẽ theo đó mà đến. Nếu chúng ta có được hạnh phúc, thế thì quá trình theo đuổi cũng là hạnh phúc. Người xưa nói, mưu sự do người, thành sự do trời, chỉ cần bạn cố gắng thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc, từ trong đó, kết quả vốn không quan trọng, quá trình mới là điều quan trọng nhất. Người tu đạo có câu, tùy kỳ tự nhiên, chỉ cần làm tốt mọi thứ đều sẽ đạt được một cách tự nhiên. Đối với người tu đạo mà nói, thì quá trình phó xuất, buông bỏ tu tâm chính là một quá trình hạnh phúc trước nay không hề rời xa chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết đủ, biết cho đi, hạnh phúc sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt, thời thời khắc đều luôn đi cùng bạn. Hạnh phúc không nằm ở những thứ bạn đang có, mà ở những thứ bạn có thể cho đi, cũng như Kỷ Mùi thiên thượng hỏa, là ngọn lửa nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Những chú dê thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén, họ là những người thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yêu và ngập tràn tình yêu thương. Kỷ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của Kỷ Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Kỷ Mùi không đủ mạnh mẽ chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi, sự đa sầu đa cảm khiến cho Kỷ Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất Kỷ Mùi khá ương bướng. Những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp. Vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí, Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, Kỷ Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Kỷ Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai,
Không phải họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người Kỷ Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Kỷ Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu có bạn, có người yêu quý tới đó. Có đôi lúc, sự nhiệt tình, tốt bụng của Kỷ Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Kỷ Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên, tuy nhiên người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Kỷ Mùi sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của Kỷ Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người Kỷ Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú. Nếu không muốn Kỷ Mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Kỷ Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh, hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với Kỷ Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Kỷ Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành khi làm việc tập thể. Dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Kỷ Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến Kỷ Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người Kỷ Mùi. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, Kỷ Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép Kỷ Mùi từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính lương thiện. Thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn sẽ ít khi thấy Kỷ Mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Đối với Kỷ Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Kỷ Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Làm việc trong môi trường tự do, thoải mái sẽ giúp Kỷ Mùi phát huy được hết ưu điểm, khả năng của mình. Trong những lúc căng thẳng, áp lực, họ cần được nghỉ ngơi để tiếp thêm sức mạnh giải quyết vấn đề. Khi làm việc tập thể, Kỷ Mùi luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho mọi người xung quanh. Điều đó giúp cho họ chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều đồng nghiệp. Kỷ Mùi có một nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc. Điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. May mắn, Kỷ Mùi là những người thông minh và cẩn thận. Họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đôi khi họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân mình hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi. Kỷ Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu. Thế nhưng rất ít những người Kỷ Mùi nằm trong hàng ngũ của những người giàu có, uy quyền. Không phải họ không có khả năng đạt được những thứ đó, mà do Kỷ Mùi có xu hướng lựa chọn cho mình cuộc sống bình yên, an nhàn bên gia đình và những người thân yêu. Bởi sự khéo léo trong giao tiếp mà Kỷ Mùi được rất nhiều người yêu quý và có mối quan hệ rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai Kỷ Mùi cũng coi là những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời. Họ sợ trái tim mình bị tổn thương nếu tin tưởng người khác quá nhiều. Họ là người sống giàu tình cảm và rất nghiêm túc trong vấn đề tình yêu, hôn nhân. Kỷ Mùi sẽ không bao giờ đùa cợt, lợi dụng với tình cảm của bất kỳ ai. Những người này một khi đã yêu sẽ rất chân thành và mãnh liệt. Đặc biệt họ sẽ không thay lòng đổi dạ, làm điều gì có lỗi với người mình yêu. Kỷ Mùi thân mến, đôi khi bạn chán nản với hiện tại, bạn mệt mỏi muốn buông xuôi, bỏ cuộc không vì không thành công, mà giản đơn chỉ vì thiếu động lực,
đơn giản chỉ vì mất niềm tin vào chính mình. Hãy cứ đừng như thế, có thể nghỉ ngơi nhưng đừng nghỉ hẳn, đừng quên bạn là ai. Bạn muốn là ai, bạn mong mình là ai và bạn tin tưởng vào bản thân mình như thế nào. Những gì mà bạn đạt được ở hiện tại luôn là những điều không tưởng ở quá khứ. Rất nhiều người giỏi, rất nhiều người thông thái, rất nhiều người có tư duy và lắm khả năng để thành tựu. Vấn đề khác biệt chỉ là có người mạnh dạn bước ra, có người nằm mệt nhoài lười biếng. Không ai có thể mãi truyền lửa cho bạn, không ai có thể mãi nhắc nhở bạn hãy cố gắng mỗi ngày. Cái quan trọng để làm nên sự khác biệt vẫn luôn là tính kỷ luật trong hành vi và tính nhất quán khi đã lựa chọn đường đi, định hướng, kế hoạch và sau đó chịu những nỗi vất vả mà người bình thường không phải chịu, thấu những áp lực mà người bình thường không phải thấu. Đấy là những bước cần và đủ trên con đường muốn truy tìm thành công, thành tựu của chính mình. Lắm lúc bạn cần phải tốt hơn mới có thể có tự tin mà nỗ lực, nhưng đôi khi bạn chỉ cần nhìn lại chính bản thân ở quá khứ là đã có nguồn nội lực để bền chí, kiên tâm rồi. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Kỷ Mùi sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi dự báo, công việc khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì sẽ phát triển thuận lợi nhờ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Hứa hẹn đây sẽ là một chương mới, gặt hái thành công viên mãn, bạn nên chủ động nắm bắt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Thời điểm này, tổ tiên sẽ theo chân bạn, chỉ đường dẫn lối trong những lúc quan trọng, giúp bạn tìm ra con đường phù hợp cho sự phát triển của bản thân về sự nghiệp và tài lộc. Vận may tiếp tục thăng tiến, công việc tiến triển thuận lợi, vấn đề chi tiêu trong tháng bạn cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, tử vi cũng nhắc nhở bản mệnh cũng nên cẩn thận trước ảnh hưởng tiêu cực của tương hình cục, bởi đôi khi nó sẽ khiến tính cách bạn trở nên nóng nảy, suy tư, tiêu cực và hay lo lắng thái quá. Với những người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặt rất nhiều thành công, nhưng cũng chẳng mấy ai ở bên cạnh bạn lúc nguy nan, làm đúng thì chẳng ai khen. Nhưng hễ làm sai một chút là bị soi mói, sân si từng chút một, bạn cũng đừng nản lòng, không phải ai cũng vô tâm như bạn nghĩ, nhưng trong cuộc sống, ai cũng ganh đua nhau từng đồng một, thói đời là vậy, khi bạn hơn hẳn người ta thì lắm kẻ nóng ruột, bực tức, có thể sẽ gây cản trở bước tiến thành công của bạn đấy. Thời điểm tới đây mọi thứ đều thuận lợi, tuy nhiên tình cảm lại không mỉm cười với bạn, nhiều người rơi vào chuyện tình éo le, nhiệt huyết đang nguội dần. Càng về cuối tháng thì càng phải yêu đương cẩn thận, không nhập nhằng làm gì, yêu ai cũng phải rõ ràng và dứt khoát, tránh để bản thân không rơi vào tình trạng khó xử. Giai đoạn này, bạn nên biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, tránh để có được thứ này, mất thứ khác. Bạn nên nhớ gia đình chính là chỗ dựa vững chắc cho bạn những lúc khó khăn nhất và cũng là nơi chia sẻ niềm vui với bạn để bạn vững tin hơn vào cuộc sống. Sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Về công danh, sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo tử vi, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi là con giáp có ý chí mạnh mẽ, sống độc lập, tự chủ từ khi còn rất trẻ, Kỷ Mùi vững vàng, có lập trường riêng của mình, bạn không muốn liên lụy hay nợ nần ai trong công việc cũng như học tập, dự báo thời gian này bạn có nhiều cơ hội tốt, hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá năng lực, mọi công việc bạn đụng tay vào đều thành công, có thể nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý nhân. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy sự cần cù, miệt mài của bản mệnh trong công việc, làm ăn có trách nhiệm, uy tín, nên được sự công nhận của cấp trên và có được lòng tin của mọi người xung quanh, khiến ai cũng phải nể, lúc nào cũng phải làm xong việc, chỉnh chu thì tâm mới thấy thoải mái được. Đặc biệt đối với những người làm việc tự do, công việc họ suy nghĩ và giải quyết trong đầu họ giống như một con suối, bạn luôn phát triển tư duy của mình. Tháng này Kỷ Mùi có thể bắt tay vào các dự định mới của mình, bạn có thể kinh doanh một số mặt hàng nhỏ, hứa hẹn sẽ có nguồn thu thứ tài dồi dào trong tháng. Tuy nhiên, bạn thành công, bạn phải nhận lại những con mắt ghen tị của mọi người xung quanh. Bạn cũng sẽ có sự can thiệp xấu từ các đối thủ cạnh tranh, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên tự mình đấu tranh cho mọi thứ, chứ đừng nhờ vả bất cứ ai. Bởi bạn rất dễ bị kẻ xấu lật mặt, nói một đằng làm một nẻo, không thống nhất được với nhau, nguy hiểm hơn là dính vào pháp luật. Con đường thành công luôn không dễ dàng, hãy mạnh mẽ đối diện với thử thách, đó mới là thành công vẻ vang mà bạn cần trân trọng. Đối mặt với lượng lớn công việc, nhiều bạn về cuối tháng gặp khủng hoảng, tinh thần sa sút, lại thêm sự ảnh hưởng của tương hình, nên đôi khi bạn sẽ khó giải quyết chuyện làm ăn, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao, chịu khó vất vả giao lưu tiệc tùng, để lúc khó khăn còn có người nâng đỡ, giúp bạn giải quyết ổn thỏa mọi khúc mắc bạn đang gặp phải. 2. Tử vi tài lộc Kỷ Mùi. Nếu bạn đang làm kinh doanh,
Đừng quá cực đoan mà hãy kiên định và vững vàng, bởi vì vận may thời điểm này đến có phần hơi chậm chạp nhưng khá chắc. Khả năng trong thời gian tới, bạn sẽ có được nguồn thu nhập dồi dào, tiền chi tiêu của bạn sẽ không còn là vấn đề bạn lo lắng nữa. Mặc dù vận may tiền tài khá ổn, nhưng người thân, bạn bè thường hỏi vay tiền, điều này sẽ khiến Kỷ Mùi cảm thấy có chút phiền phức. Thậm chí toàn bộ số tiền vất vả kiếm được cũng sẽ bay trong phút chốc nếu bạn đồng ý cho người ta vay tiền. Đừng mủi lòng trước số phận của họ. Vì khi bạn khó khăn, hãy thử nghĩ xem có ai ra tay giúp đỡ bạn không, hay mọi chuyện đều là tự bạn vực dậy bằng hai bàn tay trắng. Khuyên con giáp này đôi khi phải sống ích kỷ một chút, sống tốt ít thôi để không bị người khác lợi dụng, tính cả nể khiến bạn vừa mất tình lẫn tiền. Nhưng tính ích kỷ giúp bạn mất tình thôi chứ không mất tiền, cuộc sống mưu sinh, ai cũng đổ mồ hôi mới kiếm được tiền, với người không biết điều, nợ nần dai dẳng thì bạn đừng tiếp. Khi bạn dư giả được số tiền lớn, nếu muốn mua xe, mua đất, mua nhà, thì nên tiến hành trong khoảng thời gian đầu tháng mới. Chọn thầy phong thủy uy tín nhờ chọn ngày đẹp để tiến hành việc lớn, chọn được ngày đẹp thì lộc lá vô biên. Những người bỏ tiền ra đầu tư cho ngoại hình của bản thân hoặc việc học hành của con cái cũng thu được kết quả tốt không làm bạn thất vọng. Về sức khỏe, xem tử vi trong thời gian tới, sức khỏe của Kỷ Mùi tuy không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, thể trạng của bản mệnh vốn dĩ khá tốt, nếu duy trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, sức khỏe luôn được đảm bảo. Dù sức khỏe của bạn không đáng lo ngại, tuy nhiên, với thay đổi thời tiết nóng, lạnh thất thường, bạn cũng không nên chủ quan. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để thể trạng được nạp đầy đủ năng lượng cần thiết. Ngoài ra, chú ý đi đứng thận trọng, tham gia giao thông an toàn, tránh va chạm dẫn tới xô xát, bị thương. Về tình duyên tuổi Kỷ Mùi, bạn mải mê tập trung cho sự nghiệp, nên chuyện tình cảm không phải là mối quan tâm lớn của bạn trong thời gian này. Đó là lý do mà đối phương sẽ có thể tỏ ra giận dỗi vì không được bạn chăm sóc như trước. Dẫu biết bạn vất vả, nhưng bạn cũng nên tâm sự cùng đối phương để người bạn đời của mình hiểu những vấp ngã, nỗ lực bạn phải chiến đấu ngoài kia. Bạn không nên đưa việc về nhà, cuối ngày nên là khoảng thời gian dành cho gia đình và người thân yêu. Người độc thân khi thấy cảm xúc của mình không đủ lớn, bạn cũng sẽ học được cách từ chối phù hợp, tránh được những rắc rối không đáng có. Bạn cần có khoảng lặng phù hợp để cân nhắc những người đang theo đuổi mình trong thời gian này, công việc dồn dập, có thể đang cảm thấy rối bời trước những rung động tình cảm của bản thân. May mắn là đến cuối cùng, bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời và làm rõ các suy nghĩ đó. Quý anh chị thân mến, một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm của bạn, chứ không phải thân thể của bạn. Những thứ mà bạn được và mất mỗi ngày, quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một mảnh ruộng, gieo nhân lành, vậy nên sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu, vậy sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi một ngày của bạn, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh giống như cây cỏ ngoài đồng hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên đều sẽ chúc mừng bạn, thậm chí Thượng Đế cũng đều sẽ đến chúc mừng bạn, đúng là như vậy đấy. Bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng, xinh đẹp, còn thù hận, oán trách và đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu như trong tâm bạn là hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu như trong tâm bạn là hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu như trong tâm bạn là hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu như trong tâm bạn chứa đầy tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu như trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã, trụy lạc. Có một câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng chúng ta có thể thay đổi được tâm trạng. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.